Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Khung cảnh một cố nghệ sĩ tú Vũ Linh đã hoàn thành. Con gái nói đúng một câu gây xúc động. Phần mộ đã được ráp của cố nghệ sĩ tú Vũ Linh ở nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương đã thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng lẫn truyền thông. Vào ngày 23 tháng 5, mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã được hoàn thành tại nghĩa trang hoa viên Bình Dương. Gia đình và rất đông khán giả đã đến viếng ông. Một phần của ông hoàng cải lương được thiết kế rất đẹp và thẩm mỹ. Ở bi mộ được đúc một chiếc mão, y hệt mão vua mà ông đã đội trong các tuần cổ. Trên mộ có đúc hình hoa sen và quyển sách khá tinh tế. Phía sau bi mộ được khắc tiểu sử cũng như các thành tựu, các vở cải lương mà ông đã tham gia. Xung quanh mộ là hình ảnh các vai diễn để đời của ông cần cảnh mộ của nghệ sư tú vũ linh đã được hoàn thành túc trực tại mộ là con gái hồng loan cô ăn diện giản dị và ngồi quan sát quá trình thi công mộ ba mình khi được hỏi nắng nóng mà ngồi đây có mệt không con gái vũ linh tươi cười khẳng định mình làm con mình ngồi lo cho ba mình có sao đâu cô cho biết bản thân rất vui vì hôm nay ba mình đã có nhà mới khang trang để có thể yên nghỉ hồng loan đưa các con đến mộ viếng ba mình cô túc trực giám sát để chờ mộ hoàn thành thi công đồng hành cùng hồng loan ông xã cô cũng có mặt và tất bật chạy tới chạy lui để giám sát đặc biệt ba người cháu ngoại của vũ linh cũng theo mẹ đến viếng ông ngoại nhóc từ nhỏ nhất là bé Poon, đứa cháu mà vũ linh cưng chiều yêu thương nhất tròn mắt ngay thơ gọi ông ngoại và lăn xăng chạy quanh mộ vui đùa y hệ lúc ông mình còn sống khiến mọi người vô cùng xúc động bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo